Ông quý chủ. Ông chúng tôi nhận ra bậc cao to cái chấm đặc ca để tìm thi sạm đặc ca sạm đặc ca đi ông nhận ra nâng đầm đặc ca sạch đập sạch khay cầm đầm mà đang rập vị ní đại miền chmu Dennis Afonso cứ đầm mà đang rập vị ní đại miền Hà Niêm thi CCP Mui số sợi lục sợi đã mình đang rót vào này bonjour monsieur monsieur le président bà chủ nhiệm số lục vật thiên bonjour monsieur le président chủ nhiệm số lục vật thiên bà lục sợi nhóm chmu nâng nón chia chà cầm nâng chia vật thiên ông chủ nhiệm ra là tập bùng nơi ông nhầm ra vì sao mạnh không tập là ca Campuchia sông suối lục sợi sa tái lục sợi chmu ở vậy oui je m'appelle Denise Afonso mà khi nhầm chmu Denise Afonso bà ông quân lục sợi ta lúc thầy ai prap ông samanaka ban tế tha ta lúc thầy cả nơi ngay khai chín năm ná je suis né le 22 novembre bà khnhom cả nơi ngay tí 22 vichika chnam 1944 nơi tí krong phnom penh bà ông quân hay ta lúc thầy sắp ngày ni ru nơi tí cái ná nhôm nâu prate barang sắp thay ni. Nhôm ru nâu prate barang, phnai khang tobong prate barang, nâu atareh kup teh lay prampi shema plau arom desarom. Bà ông quân lục thầy ta lục thầy bà có một bộ đọc sĩ thưa ở bấy sắp ngày ní lục bật thiên sắp ngày ní khi nhóm chôn nhị vọt hời vì môn máu khi nhóm chia riêng ca nơi cơ xuông ca bà rột tế khi nhóm sắc xa khang xoan đời xong nơi xã phiếp ở rốt hay khi nhóm bằng chọc ca càng nhiều nhóm nước nâu cho năm pi bom phẩm buồn mà ông quân đại lục thầy ai prap đã ông sắm ra cả bàn tế tha phục đồ bảo lục thầy chmu ấy hay mà đại bảo lục thầy còn chmu ấy phục nhóm chmu Maurice Lucien Afonso hay mà đại nhóm chia chân chết và ra bọc nhóm chân chết bảo rằng đại nhóm chân chết Việt Nam hay chmu truong thi lê bà ở quân này sắp ngày ni ta xóa mây lục sợi chmu ở vậy hay lục sợi miền côn bằng màn nè mon époux actuel s'appelle Robert Herman. Bà đây cái nhóm chmu Robert Herman hay dương phụ miên côn chào ở vậy tê.
Bà ông quân lục thầy miền sanh chiết ở vây đá. Nhóm miền sanh chiết bà răng. Bà ông quân lục thầy phong số. Nông niêm lục thầy chiết đai mà đăng rọt đập bạ vì ní. Lục thầy ai thầy như riêng rộp. Bà đọc ông sạm nạc cá. Ông Pi, sự thân là phía tục về tình yêu, sự thân là phía chết thân là cắm, đại cao ẩn miên chung buộc lục sở rây, đại miên chỉ ạt. Cá khôi khát kháng phần chất, kháng phần cái, rư kháng xong phải rẽ. Chết thân là cắm tốt, đại chế phải cháy, đại tốt. Vì bọt ổ cực, nâng bàn cao ẩn miên bột bọt và hốt đọc bạch ở bọn ni. Đại nôm ai lục sấy đăng sông tăng khuôn chạy đào mà đăng rập rạp bình ni. Mẹ ấy cút đi. Chết cái chuyện đâu chứ. Dừng của tôi chóp với bộ miền Bánh Há hay xong bà chạy thà đại phẹt quân tình năng bọt đọc rất là trái chọc bà căn từ lời chôn chọc cháu chẳng bày rút luôn chi yên tử rì khêu dùm phón đại bàn phát bọt như bộ lục trái khăn ông lòng rồi bóp căm bà chìa bà chìa thập bà tay hay ní chìa phêl trong kroi đại ông dùm rác năng bà đòi bì tì cá chôn từ lục trái ôi thua được chân này bà thân bà miền lục trái miền bòm nong thua được chân này. Lúc rầy dồn tế. Bạn có nhóm dồn lúc bật thiền. Bà ở quân hay lúc rầy ai chụp điệp đoàn sạm nạ ca bàn tế. Nơi chật lúc rầy đó chìm miền mê tùy mùi rụp. Ta lúc chung mùa vấy. Hay chị miền tầm nẹ tầm nông giang mấy chú mươi lục sấy. Bà quát chị mê thầy vi đồ bọc nhóm chú mô hà Julien Rivet. Bonjour Monsieur le Président. Bà chùm riêp xua lô bà thiên nhóm chú mê thầy vi đồ bọc quát. Bà ọc cún. Bà chị bản tố, ông chúng ta xong chúng ta chung thạ mẹ thủy nó mốc đồng năng đời mà đang rộp đồng đi thà chị ca nó vọt nơi bật bình nhận nơi vị thiên cao sở mùi xuân nơi vị thiên tây khăn ông ổ vô tố có ông chúng ta bắt đầu vị thị ca từ thạ mẹ thủy nó mốc đồng năng đời mà đang rộp đồng đi xua đánh đau đời mà đang rộp đồng đi rụng đi môn phía kia ở tiết nơi rừng cất đầy hay xong chúng ta thà tiền thạ mẹ thủy nó mốc rùm tiền thạ phía nhá miền phê bởi lìa mùi bê mùi rồi xìl đi nông ca xua đánh đáo chúng tôi đang đang rọt vào này rụng đi sống chơi. Bắt sống cổ rộp lục thiên mê tử vi đại tử tùa sật nơi khổ nông ca xu xâm nua tử lưu lục xây Denise Phong Số cư lục mê tử vi xâm giật cung nâng lục mê tử vi Emmanuel Jacumi cầm bà tác nhóm miên chùm đoạn mùi chàng chùm riêng chùn lục bà thiến nâng lục xây cháy khám đôi chờ bà hai nhà lợi ế khám bánh bánh cư miên vào tầm miên rồi bà lục mê thư vi Rivet Julien Rivet đã nơi chật lục xây thả ta miên ca chăm bánh nhạc nông ca sân à xông đồng bây giờ miên ca tự tùa school lục mê thư vi ní ai hỏi đại giang nà xông lục bà thiến xâm lạnh xâm ạ quân bà ở quân này bà miền ca là giống tại lục miền tây nước quạt bàn châu mỹ chi nơi cái nạn miền tây campuchia hay nới hay bàn tập bọn này vừa một rất là tàu rồi hai đứa nữ bà
bạn xung ở con lục vật thiên lục mê tử vi ní quát nơi khổng krom mê tử vi mùi đại bản đo đo tù sức bì lục xây Denis Phong Sô ní dù cho nàm hỏi hỏi quát tạm bỏ miền đại đắng cư quát bàn sát rồi hỏi nơi bộ mục xa lao tô lục vật thiên cho bờ dù hỏi ta miền miền bánh hải nâng ca tự tù sqol đại tí bà xong xong quân lục thiên tam gặp bất cái lòng máu nó pel đại chấp đam sao vân ca cái lòng máu cứ lục mệt vì lục ní một toàn bán mà cho nó rôm được nó sao vân ca toàn thế tại pel ní lục mệt vì lục ní miền vọt miền được chứ nơi chất đầm đang rót về nhì hay vật miệng hay chia cách mũi nên tiểu thì đã và hai pk châu rùm không cách mũi nên tiểu thì này sao vậy cả những này được chứ này ở ở sầm nú trong suối lục thiên thạch tá miền phía trong bạch hà ở những nhóm sầm ở miền cả từ tuổi scol ở hơi rư rư cái trăm lục mệt vì ní một bên vật biến toa tại một đoạn không sao vấn đề cá này đậm bây giờ những nhóm xóm cả từ tuổi score ở lục mét vị này miền sứt bình linh đội mét vị đã tây tiệt số mắc quân xong chơi luôn việc làm xong mặc là vậy oui merci monsieur le président và xong ông quân lục bá thiên je ne suis pas sûr que la chambre est en train de comprendre la situation il est exact que maître Julien Rivet qui a signé le maître Julien Rivet tầm nang aoi nhà sri alfonso và cho chúa nơi cái nạn mê thuyền nơi vật campuchia hay bàn sport rồi hay nơi sầu tô nơi vật khmer dương ni ta ni than dương thật nơi không san phep ni đại tế ta lâu ni lô cầm phong tài sông ở qua từ tour qua nông thần nạn chia mê thuyền an trạch chiết quelle démarche était faite da rohot ape ni ban tveu ai kla hai chompu kwat ni khang metavi dam dang rot pe ni som oi kwat tu skwal hai rue nau rohot ma dal pe ni jeung khnyom pum tuan ban som oi men ka tu skwal pi samna ang chumrum jomreah chompu metavi ruk ni nai lai te hai lok srey elizabeth simonofo chong chomriep chun poramien batham som akon lok thien Oui, je vais essayer de clarifier les choses. Maître Julien Rivet fait partie et membre du barreau du Cambodge. Il a prêté serment au Cambodge. Il est l'avocat qui bénéficie d'un mandat de Madame Denise Afonso. Il assiste à Paris, mais l'avocat qui va poser des questions aussi est Maître Emmanuel Jacomi, qui travaille dans la même équipe et qui est également un des avocats de Madame Afonso. Voilà, je crois que c'est clair, peut-être comme ça. Donc la question se posait, c'était est-ce que la Chambre souhaite que nous présentions, comme on le fait habituellement, est-ce qu'il est nécessaire qu'on présente M. Julien Rivet pour les avocats qui sont la première fois de la préférence, ou est-ce que ça n'est pas nécessaire? Oui, c'est ça, 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 c'est ça. Và nơi đồng nạc ca này hay trong lý tệ vị thí này mẹ tử vi đề châu rùm nơi ôm cho mùi nâng đàm răng rọt bảo vĩnh ni phong số nếp bên này còn tại quảng bìa
đang mà đang rọt bên đi bên nó còn mình cho rùm được nông ca tăng xung đột đánh đáo chấm phù hợp đang mà đang rọt bên đi thì để cho nên ông chấm ra mình đồng rơi ở phương này tệ vị thi này ca bằng hành từ tuổi school quật nơi nghiệp bên đi thì đồng đạo ca đi thì cứ đồng đạo ca cao thì đồng làm đạo quật một nơi chấm phù mốc ông chấm ra cho rùm được nông tốt sản đạo ca đi từ ông chấm ra cầm nọt đồng rơi quật ở miền tây bằng xong các tổ tuổi score con về chia miền tây anh đã chia nằm nàng đang mà đang gặp bệnh gì xong chơi và chia phần thăm khi bắt xong group lục bát thiên cầm bạc sáng xong group cầm bạc sáng xong group ăn sáng mà cả tiếng mồm chim đẹp xua lục sậy Danny Afonso. Lúc sấy sắp trong lưới lúc sấy. Oui, je vous entends bien, maître. Mà khi nhóm lưu lúc cho bác ná, lúc mê tử vi. Lúc sấy khi nhóm miên xâm nô mua chùm nuôn đã nâng xua lúc sấy hay nó không đầm nạ ca thì môi này xâm nô bọc nhớ nhóm xua tiện tôn nâng môn ngay tí đọc một phần mê xa cho nàm một phần môn lấy chất sập ràm xâm nô tí môi bọc nhớ nhóm chóng đăng tha môn ngay đọc một phần mê xa cho nàm một phần môn lấy chất sập ràm ta lúc sấy bàn rô nâng còn lại nạ đáy nâng bà tê Campuchia. Mà khi nhóm nơi thì cần phải nộp pin. À, sau khi than trong cái bọc nhóm cứ nơi nông nơi nơi pleu ốc nhà khi nhóm chạm tại ốc nhà ấy thế cứ chia pleu nơi có bài cái lạnh bắt đầu vị phía đó vô thi à khi nhóm mình đăng là pleu nông chua pleu ấy nữa thế. Hãy nói chất bếp chân phong đài. Nếu bếp nó ta lục xây miên mục rộp bò thư ca nghĩa vậy đấy, nếu muốn thường ngày đọc phẩm phân mê xa mà phân bồn chất sắp rám. Alors, avant avril 75, j'étais secrétaire. Hay bà rốt đã chất sắp bấy nước nhóm thơ ca nâu krom hôn ai kỳ chốn ta đôi công minh khám mai đài thơ tạ đọc cô khắp hay nâng krom hôn tiết thua su kỳ lê hay nhóm thơ ca aoi ca rả lại bà thiên bọc nhóm. Lúc xây bàn miên bà sát tha lúc xây thơ ca nâu sản thuật bà răng ta nước nông cùng lòng bê lúc xây thuê ca nơi sản tụi bà răng nâng ta lúc xây ai được bọc bàn tế bì sản phẩm. J'étais au service culturel de la secrétaire de l'attaché culturel à l'ambassade de France. Nhóm thuê ca nơi phần này và bà thoa nơi sản tụi bà răng. Bà xong mà con lúc xây. Tiện tôi nâng sản phẩm môn thường ngày đọc bằng phần mê xa cho nàm bằng phần chất sản phẩm ta lúc xây miền ai sẽ được bàn tiếp về thành phố cao số mấy nữa trong tỷ công phong phính. Eh bien, dès la chute de Sihanouk, trở ban kề tổng lãnh phi đồng nai hay luôn lang can đồng nai. Hay đại ca miền thổ nô từ căn khang Mỹ, sông Kriem Civil có chấp đam cao lang nơi quốc tế Campuchia, rồi riêng rồi thằng ngày chấp bị pel nô mong nó,
dương từ tour crop clown là lẹ nơi tam xa nơi tam xả lá hơi cà rùa nơi nó can tay đồng bạ từ đồng bạ từ nhóm ai bắt to thì bàn đấy chẳng cà rùa nơi can tay đồng bạ từ dương rùa nơi không phê phai khai hơi không cả tuần tưng rong chăm san tập hiệp thời đại chăm cả đại dương rong phân tục tha pe là tha sang kềm chập tới san tập hiệp mà đào hay nâng rong chăm chi chủng nè khăm ai cả hòm nơi pe nu nơi pe đại khăm ai cả hòm nơi tại bản to plong đã cống chúng ta thề lời spin hay crop clown nung thề nơi lời biển nung ho bồi dưỡng tông cái đá hay thề cho nông tật tật lệ pin nung chúng ta chỉ vứt nó dương thạt thọp tầng hai ông đọt hai mình ruồi tí bà ruồi nâu nơi chân nam một con bồi chất spin nơi pin nung nhom thôi ca nơi rong chạ phật lật thực đo cô nơi lấy hơi tăng vì pel nó mà hơi đại dương và bị bạ nè phần lật đọc cô bị pro ấy nè pel nó dương bị bạ rồi cũng hiện đàm hơi còi mặc tiếc nhưng từ thời ca nó than tụt bả ráng hay nó pel nó hơi đại phần là chỉ vứt nơi tập bản to ru thời tiết có bàn tay đau lủng bạ nơi than tụt bả ráng nó rồi thằng ấy nhưng mà thật tu po đầm nắng kì đầm nắng, práp dương, pì cà, pì bạ, kề nỉ dây tha, nơ phụ nè từ hiền vài cái hòm chỗ đó cả lại nà nó cứ tha bằng plan phum pì phum sau khay trở liệp chỉ chôn chèn chẳng tờ đầm nắng để cô và cà phê và son tặng ngon đi một đào dương hay khi nhom práp côn khi nhom ở đây khi nhom hay đời xa quát nó quát kháng chân cùng đi quát có chai phạm nhâm thang các bạn ấy sao ta chia ca khô sna phụ à chạm của quát đi của ta quát nó này sẽ đáp dụ mà bị sai mà bị thì còn bị cá hay để bạc cá phần miên khóc bị nâng hay để không ca cá sai phần miên ấy cái tha và phê không ai có hôm ta đo nắp chi chôn sờ bay đi đi cái lấy nó hay nơi nơi pê đại than là phiệp can để đòn đạp tới pê nú hỏi nhà thô bà ráng ban xong ao bị chia phô rót hoặc luôn chạy tranh vì tây cam bị chia hay khi nhóm mình ban thưa tam đồng bộ miền kia nước tê khi nhóm sọc chặt nâu bà tây cam ấy chỉ mùi bà đây khi nhóm hay là con trai khi nhóm vì pro tha bà đây khi nhóm nú pê nú quạt vô khơi nhàng chạy ba tha robot cùng mình ấy nâng mình phơ ba và chia chôn nốt thế hơi đã sai hai đôi chân hơi có dương nâu protein campuchia hay nâu không than ở ruộng tam đoàn ba số máu quân ba sâm nua bẹ pon nâng môn ngày đồng phần mười sa mùi tiết đẹp trong nâng lục sấy tha lục sấy ban ở tua pon miền bẹ pon nâng chấm lia chấm liệt và chia và rót hai bộ khang khai cả hôm đã phum na cùng địch phum nông tăng lúc xây từ tua ban phò rồng miên nên cùng long chân nam na đấy lúc xây nhưng xâm xua mà nói tiếp nếu bây giờ lúc xây bàn chơi bị kháng lửa bàn mấy thà lúc xây bàn tật tuôn bò rộng miền nếu bây giờ lúc xây nếu thuê ca nếu kháng bọc thò nếu tuôn bà ràng nâng lưu thà miền còn tọc không ai có hôm nâng châu đã đọc hôm ná cứ cầm tịch nếu tí nụ tí mùi hay tí bí tẹo tàu nâng ca chùm liệt vì chìa bà rộng chạy bị phùm ta lúc xây tật tuôn bàn bò rộng miền nâng nông chân nằm nà đáy
ce moment-là, toutes ces informations, je les ai obtenues par l'agence de France presse. C'était un agent janvier. C'était entre 73 et 75. Bien entendu, tous les jours, vous voyez arriver des hordes de gens évacués du village de Lichang, puis ils ont pris leur large, តើលោកស្រីដឹងថាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ភៀសខ្លួនគាត់មិនភៀសខ្លួនទៅតំបន់ផ្សេងៗបែរជាភៀសខ្លួនមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញ? Vì bố thà nơi chung vinh Phnom Penh nó cứ thà dòng kriêm về căn đặc khlăng tâu hay Phnom Penh nó về chia cần lãnh thầy mùi cốt để bộ kê ai thà luôn bên mọc đó nó nâng miên sở vạt thập hiệp miên xoăn nè xoăn sọc. Bà xa mọc con ốc sấy hay xa mùa mùi tiết kẹt trông thân nâng ngày đập bầm bầm mê xa xa ta lúc xoay rùa nâu tì công Phnom Penh hay lúc xoay chi nẹ thuơ ca kháng vọp thò nâu sản thuật bà ráng tiệt ta lúc xoay ai rịp rộp bì sản phíp nâu thường ngày tì đập bầm bầm mê xa 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 bàn tế. Mà khi nhóm ai cho rịp rộp bán lúc mê thầy vị tao sát thân tập hiệp là ngày ti đồng bờ mê sa sa mà còn buồn đời chất sập lắm tao vì miền sát thân việc bài nạ đấy rồi sấy muốn thay đổi bằng pin mê sa cho năm một quan buổi chợ sập rám dương cá nói dương sầm ra bon cho cho năm cứ thay ngày thì đập bay đập buồn đập rám mê sa rồi cho nên dương ở nhiên lâu tè hai ngày thì đập rám pí cứ chia thay ngày để nhóm trâu tờ lập tờ thôi cá nơi cày lại vinh hay nơi bật nút cứ nhóm cầm bông tai triêm lại cái nã đập bay tàu thôi cá toàn đằng tranh bị tè phóng cứ nhóm lư sầm lê hô còn triêu hay nâng lư sầm snow cầm phơng mọc bị cột tự ti hay cứ nhóm co mưa hàng cai thầm miền đường vài cái lang hết cứ nhóm khơi vuông mà nút thà sầm bay ri ri nâng thật tu khmai rộng đó khmai hôm nay rộng đó luôn cái hai tờ hiên rộng đó chết từng nẹt từng óc nến nó sập bay chết nữa có phần tay tờ hiên rộng đó chết được nhom đặc nông ở vật à khoan tờ rãn nữa cái liệp vẽ khmai từng óc hay miền
miền phần này làng cả hôm từng ngày hay nhom cả lúc nhom miền ram tha phải như miền cột na ấy hay ram cột phải lại cột na nhom prap ở đây nhom tha dương dương cua tại tơ sơn than tụt bằng tơ có vận tải quạt phần này pin lúc tha dương mình ai chênh tơ sơn than tụt bằng bằng bán đấy vừa tha cột lơ từng ngõ rang ste sừng cát từng ngõ rang ste sơn than tụt nơi khang chướng hay khang nói dương nơi khang tập bông phần ông pin chẳng ai dương mà ai tha tụt bàn thì lời từng ao nắng té hay cả tụt sáp còn miên có mần miên hay tẹt tôn tam vị thi na có mần bàn đây có bàn tay mà nút từng ao khnía cái hạ đôi chia sờ bay chất nè vua cái kết tha san được hiệp nâng thở lạp mong quên hay có bàn tay nít còn ăn thì ca phan thở lạp tại phần nào bà xem ở con nước sấy nếu thứ hai thì đập bẩn mê sa chăn nằm bồn bồn chết sập tắm ta phải chia bờ vật thì công không pin từ ban kia chấm đĩa chén hai đường nấu lúc sấy mình men tê nếu thứ hai thì muối dương nấu theo dương là lời nếu bây là phụ ngoài họ mà đá nó phải chỉ tung mang phẩm phẩm mà phẩm bảy phật hay nó ngay thì mùi nó phụ kê tục ở dương nấu tè dương ăn nhạt ở dương nấu tè dương là lại thì hay nó pê là mấy đau khăn là nó khi nhóm khơi ở đây khi nhóm người ta ở bộ côn trao khi nhóm nó đại trường căn căn cung là thi cung đấy nếu mà giờ vô bia tạo bộ mai của họ đang phát tiết hay là thằng ngày bản toa hai để thế để cái tranh mình chia ở dương trạ tranh bị tè dương ở khnì nó và sau một con nếu thằng ngày ti đập bom pel mesa chín năm bom bom bôi chật sập ram phong đại nút ta lục sấy ai riệp rập tè tàu nâng sát than phep nâng sát than tụt bằng tại lục sấy thua cá nút ta vi miên sát than phep bài nà đại nâng sát than tụt bằng lục sấy lúc mấy thứ ví đôi khi nhóm ban để diễn bài mấy nhỉ cha bị ngay thì tập làm pi mê sa cho nên một con bồm rồi chết tập làm một nó khi nhóm mình đai là tập lắp một than tụt bằng với nhiều tê khi nhóm nấu xe khi nhóm cả ngày thì tập làm pi mê sa hay cả lúc khi nhóm treo tập vơ ca hay khi nhóm mình ban tàu vơ ca nụ tê mình ai tập bàn thì bà sắp một cơn chấm pu cầm cua sa lục sậy ta cầm cua sa lục sậy tàu ban kia chấm đi nó không ngay thì bao màn đấy lục sậy dương chạ chanh pi thì cầm nông pin cầm nông pin chỉ mỗi khi này cầm cua sa dương nữa chanh ngay chỉ mỗi khi này cứ ngay bản to cứ ngày bắt đầu bị cái máy hòm chôn, hay buộc máy hòm prap dừng ở riệp trong vài ván, hay cùng ở vô chợ lớn, nhà thằng ở khnì tranh và pi đi cầm nôm pin nhưng tập pi bay thằng ngày thế, hay coi móc tập làm mà với hay cùng ở nhà trai cọp bay ở Mỹ cang, hay dưng tham thằng ở sau thì dưng từ buộc máy hòm tiết sau thì dưng hay đời bắt đây khi nhôm nô quạt chia một nô để thả tôn phun hay nừng quạt chưa chạ thả vây vây từng ao nước nừng bật xa là hay quạt tục biên à ha sang được sang từng ao nấp te chẳng dương vô sập phơi một tay một tua vài ban một tay tua hay nừng cà thả sinh nhật ban vào dương một tay một tua nó hay dương chạ chân bị cầm nôm pin ở ngay thì mùi hay nhôm nơi chạm là lại đấy là chân muốn chân nó buộc mày hòm là một té hay dương ao sau té dương từ ao còn hay prathanip té nhôm chân nhôm sông nhà sau phong hay pin núi dương chạ chân từ từ cầm cua sa dương nó chạ chân từ nôm pin chỉ mùi kia
Bà xin mời quân. Lúc xây thả nơi bê đá lúc xây chạy chanh vì lúc nào thàn được bị tiết năng lúc xây bàn khơi nhờ khám ai gà hòm. Ta khám ai gà hòm chẳng nước quạt miền ai sẵn thàn chìa vầy đá lúc xây. Nous avions une voiture, une Ford. Ford mui. Dương chạy trên đò chi là nắng hay dương trăng tơ khang trương tơ khang than thu bờ răng tơ mình bán nơi xa kì răng lừ chẳng dương tơ đầm nai tơ khang tơ buồn hay nơi mục về chân nắng miền thể hiện không ai cả hôm miền không ai thể hiện không ai bấy nhé miền liệp vẹt qua bảy tòng mình men anh than phò máu đi hai phụ kế nó tranh vì hàng muối hay kê lúa ấy nơi nông hàng luôn hay nơi nông cả trọ kê nó sạt à biển hà để kê lúa hãy kê có ao làn dương chốc hãy kê sông kê kê đại vài ván kê lừa làn dương hãy kê nó hãy đây là ở đây khi nhóm vậy ta vào qua thai dương sang nó sao tịnh nữa là tới ngày mình cái thì hãy kê còn vậy ta lấy trăm dương nó thì đi hơi mà nẹ nó không chỉ nằm nẹ thằng bay nẹ nó tranh tàu hết từ lọ màu bính vô sang màu chặn lán hay hay kì đại vài ván nông lán lừa lán hay kì lang lừa từ bồ lán hay kì bành lang từ lừa đam bay cùng ai step lừa ở mà nước chia lừa ở đam bay ở lán từ mục sưu trong một cuộc xây trong trong tăng sầm đồ mình tích tiết tiện tôn này từ năng p đại lục xây môn chấm lìa lục xây tha nơi mục nơi không mục tiêu lục xây miền tây hiền khmai cả hòm đã được gặp lục xây ở lục xây chạ chành ta tây hiền ta vụ khmai cả hòm là nước cọt miền ai sơn thàn ở vậy đã hay gặp miền ở vụt nơi không đại đại thế nơi bây đã gặp lục xây chạ chành bị tiền luôn bà khi nhóm ai chìm riệp chun ban lục mê thề vì à xong chơi phụ kê nó miền cầm phơn kê mà bám chung dương thế kê còn là mà chia dương dạng một mòm ở chạ chèn hay kê liệp vẽ cả khmau sầm liệp vẽ khmau hay miền cầm má bằng co bò só hay bò cả hòm cả la cả hòm sò hay kê hai xây đôi chia cầm má mà bị khang vẽ sài chương Hồ Chí Minh hay phụ kê nó miền cầm phơn can nếu bị đại kế pháp luật sai chạy chèn cả đôi chia ở bạch chia bờ bắc bạch chia chôn sinh sinh ra thì không nông bình luật sai miền ban khơi than phiệp tha không bị nếu bị đại ở bạch chia chôn nam mới mình chạy chèn ta khi ai đang pra ở bờ hằng sa được gọi bằng khom bài nam mới đó bạch chia bờ bắc đang nông đại tế luật sai nơi không sân cát dương mình miền này là chấm to thế dương cửa rốt tam chia thằng o phần tai cày một tiết nè để nâu nâng tiết mật phe nhom nâu riêng nâu xia lại nó để quạt nâu bình những đầm bảy trăm đầy quán đầy quạt mình đầy thật lắm ở bên thế hai quạt luôn quá được mật phe nhom to lắm còn tây ban cái sầm lạp đây sầm lạp nên cần lại cái mật đồ hay đà nhom đăng nít đây sao bong ôn quạt nó một prap nhom nâu bờ tây bờ ráng nè chấn bờ sân trường cao nó vừa dương mình ban chạ chanh vinh thế nó thà dương có hai chia trâu kê sầm lạp trâu thằng ốc nia nó vừa kê ao dương chanh chứ đồng bay chia vì cọp bài mày căng nếu biết là lúc xây chạ chanh pì tè pì lùm nơi thàn ta lúc xây tàu tam tư khang nan đi tì gông nông bính
Và cứ ta hiên đằng bay nè để nấu lư ta bố dưỡng để kê nôm lâu dưỡng ở trên tam ta khăn thuốc bông trên ta tam ta khám mau vụ kê nói trên nè nôm lâu dưỡng trên ta tam nông nếu biết là lúc xây trâu ban thì hiền nôm lúc xây từ khăn thuốc bông từ tam thì không được mà ta chỉ từ môi đại lộ xây miền bầm non trong tự đại tế nó về nốt ọt toa đời sao là tư để cái nom tư nó nhưng mình trong tư thế tư để nhưng trong tư tư than tu bờ răng nơi hàng trương phun pin nhở có vận tải dương mình ai tư tư hàng trương thế về luôn luôn ờ quân đội sài bẹp pon tư năng ở ca thuê đầm na đồ lục sậy từ từ hàng bông này thì còn không bình ta lục sậy ai điệp rọp pi sathan cả để tam phàu để tôn từ nâng ca chấm liệt bây giờ bây chun có đôi chiều công của sa lục sậy thuê đầm na ta viên viên sathan cả bài đầm na đấy là thuê đầm na lục sậy cứ chia hiệp cho bốc cho bao để mà ai bỏ nia bán thế là mấy cái đau khăn cục tư ti hay dân khơi mà nút đau chân tự tê rồi còn đã chi con rồi chi xì clo hay đại vài ván tạ ở tam được luôn ai đại ban miền này khá đau cào mấy cái đau hay không mình dùng rồi nhai nhau bị cào hay tam chân bị pet nó vẫn khơi ta nẹt chầm ngư nơ lơ bóng ca rồi kì rôn nhà tia chẳng mà lúc thằng ơn nó trở ban kia bản đánh ai tư tư thầm mùi hay như cái ta kia ca để lùm bác mên tên là dương đôi miên sầm nàng mà giang đấy là sao dương miên lan dương chầm nái bê ta chiên kia bản tích là mày đó chấm nói ti mùi cái ta cái lạnh chấm rã ti mùi có vấn đề còn tranh phát biểu phân ông pin mình tích nữa tranh vì ta không ai mình tích những tham miên chấm nói trượt bị nứt mùi control mùi cái miên control cái sông ta xin nhận ban cái chai chê lan hay nâng bò sập hâu trâu hay nâng côn của mông cái nhóm đẹp quá tha cái nhóm chỉ chân chết bà răng chẳng cái gì vô cát nhóm ai cát mình phát vào cái vô kì vô hay kì hai trâu tầng ốc bọc trâu kinh đi thà chắp bị pin đi tới lên miền bờ răng lên miền Việt Nam lên miền chân đi đấy nơi thì miền ta không ai đi hay từ một từ ăn ca chăm nè tầng ốc nè từ một ní chỉ ngay tim mũi hay để nhom lưu việc ăn ca nó nhom đăng thà ăn ca nó chia với đi hay nó pin nó nhom mình đăng thà ăn ca nó chia nè na thì dương còn to làm nào thì tới hay nhom chắp đam dùng hay nó pin nó nhom cất là côn nhom cất bị dập hư để hạt thuốc ơi bộ kệ an hay kì thả vây từng ót được nhom vô tới nó kì hai trâu là mà plate tại phần nó hay tam plate khơi miên lôi ở rót ở ri hay khơi nhờ dương vô lôi tới tam phải gì pi liền ri tới tam nó tới kì vô lôi trâu nó nít than phía việc bẹp này anh ai đi tới đâu lại chấm cà môn nơi hàng tam plate nó là miên không mau chỉ cho ra nó soi ở lui nơi thì nó nhóm miền sầm nô pi sầm nô tết đại xu tại lục sấy hay nơi sál và hai chia xã mê tử vi nhóm còn đang miền sầm nô bắt to sầm nô mấy tết cứ bẹp con đang lục sấy bàn trái pi hàng lê ở bãi minh thá nơi chấm cà môn lục sấy khơi miền mau hay thông tân oi ăn lui ăn sao chẳng khăng ta xạ sập tiếng nô chia xạ sập
ប្រជាជនធម្មតាឬមើលជាអ្នករាជការណាមួយនៅក្នុងសម័យណាមួយមុនថ្ងៃដំបូងពលមេសាគឺជាខ្មោចយោធាតាមើលយើងជាខ្មោចទាហាន C'était des corps de soldats de l'ONOL. Hay ani pat chi ne sa sap ta hien l'ONOL hay. Ba som akun lok srey samnuo chong kal bok khnyom pe puan ta nang neu pe da lok srey thveu damnar ta tam phleu cheing pi ti kong phnom peing teu chpuoh teu tue khang tbong teu ti kong ta khmau nu sthanapheap teak to nang chah choria ko doech chi kop ma ឬ ក៏ អ្នក ជំងឺ ដែល ត្រូវ បាន គេ អប់ បង្ខំ ឲ្យ ជម្លៀស ចេញ ពី មន្ទីរពេទ្យ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ឬ ក៏ ត្រូវ បាន គេ ចាត់ ទុក ថា ជា ជនជាតិ ណា ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទីកន្លែង ធ្វើ ការ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត ្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ ទ ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ក៏ ដូច ជា ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ តើ ពួក គាត់ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដ
Tout d'abord, quelques questions générales. Ce n'est pas la première fois que vous témoignez dans un procès en relation avec les événements dont nous discutons ici. Pouvez-vous nous indiquer dans quel contexte vous avez déjà témoigné? Bonjour maître, je peux vous répondre à cette question. En 1979, quand le Vietnam était arrivé, ils ont organisé un peu de Alors, je
À vậy đây khi ông này dây năm chất sắp buồn nó cứ khi ông đòi xe rấy. À vậy đây khi ông, vậy đây kê bạp ai khi ông lẹ nó. Cứ thà bốc ở bậc khi ông xe anh tiếng nó cứ chia chân cùng mà đi. Nên chia chấm nơi tại mùi cốt đại kê bạp khi ông thà cầm ai bạp thà bạp đây khi ông chia chân cùng mà đi. Mê thư vi cho ông hai xe anh tiếng đại bẹp con rừng rai đại lục xây bàn cho ông cắn nữa. Ta kê mình bạp ai lục xây lẹ băng rư có lục trào thế. Bà cứ áp thế khi nhóm này dây tại cá bớt bẩn nó kê bạp ơi khi nhóm riêng rộp cá bớt rương ra để khi nhóm ăn chua bật tiền được cho nên khi nhóm riêng rộp tại cá bớt tại bẩn nó mấy thứ vi xong ọc quần Madame Afonso, vous avez dit tout à l'heure que la situation à Phnom Penh lục xây bàn riêng rộng bánh mấy nhí thà muốn chân nằm chất sập rắm miền sản thân hiệp lộng bạc năng này thì cầu Phnom Penh qualifieriez-vous cette situation de situation de famine ta lục xây chặt tục sản thân hiệp nhí thà chia sản thân hiệp mùi đài khi nhóm mình dạy tham bên phía ớt khuyên nữ tế vì bố thay dạy ách nơi rộng hồ bà hà hộp chọc bán sẽ biến bị bạc mà đón mến của bản tay bà chìa chút nơi tế ách hộp chọc cứ một toàn miền cổ ớt khuyên nở lại tế nở bế nụ cổ ớt khuyên cứ cài cao trong năm chất sập rằm nơi bế đại kê chùm liên bà chìa chút chanh vì tì cổ ớt bình chun tới thua ca xa rai chùm ca kê bằng không ấy thua ca nụ bế nụ hỏi đại kết mến nở phía ớt khuyên nụ hai cao clean này cứ chỉ cao clean đại miền cao riêng trăm trăm trời. Mấy tại vì sao mà quân lục xây. Sầm đua mũi bẹt quân đang cưa xa rồi bắt lục xây ban chơi lại tha lục xây ban cao để chơi một con rồi buôn rồi sai sập buôn. Để cho nên là bên lúc lục xây mới là dụ phải chỉ sam sập cho năm phai tam mệnh tới lục xây. Lục xây Alfonso bà bật hai lục mấy tại vì cứ cũng chẳng mệnh. Mấy tại vì ta lục xây ai bánh chè. Ông pi sầm chắc cưa xa để nơi chìm mũi lục xây nơi bên lúc đại kê ban chủng liếc chìm mũi lục xây hai số mình chè à dụ phong lục xây. Lục xây Alfonso. Phật đây là bác nhóm, mình là dụ bật 23 ôn thay là bác nhóm, mình là dụ bật 23 con nhóm mình là dụ bật 23 con xây, con pro đọc chân nắm, Jean-Jacques. Jeannie, cắt chân nam học sắp rằm pi. Hai con robot on thay robot nhóm. Mấy chú mua lên nhà dụ hai đồng tờ đọc bằng bảy chân nam. Mùi tiết là dụ đọc rằm chân nam rồi còn đọc pi chân nam. Rương ra cái cắt lang dụ mà hai lúc mình thì biết nhóm và hai chân mình ai chăm mà dụ robot con đọc anh bạn thế. Hai con tụ chính kia nó chú mua hai dụ rằm chân nam. Vous avez déclaré à mon confrère avoir emporté quelques biens avec vous. Vous avez cité des livres scolaires, de l'argent. Avez-vous pu les conserver par la suite? Hay clairement, ta lục xây ai đã xa tục bỏ bỏ tiền ở địa bàn thế. Lục xây phong số ba mình ai đã xa bàn thế kê đỏ do tặng ở tặng bị thay đồng bông. Bảm an máu cào máu nó cứ kê rấp ở do tặng ở tam rồng. Trộm sầm bát. Chẳng áo nút trợ bản rấp ô dọc miên tục ở vầy bản thích to tại sao mê tì bí xâm ọc quân. Je souhaiterais en venir désormais au premier village où vous avez vécu immédiatement après le transfert de Phnom Penh. Ban kia chấm liếc trên biti krong Phnom Penh. Vous dites dans votre procès d'urbanisation avoir vécu dans le village de Ko Teuk Vil. Est-ce que c'est exact? Lục xây ban tờ phum Ko Teuk Vil. Ta trong tôi đã đi tế, lúc xe Afonso bà bật mẹn hai cư phùm có tật vờ. Nói bên tôi đó dân tật đây nơi khăn ông vọt muối. Mời thị vĩ bà sông mọc quấn. Pouvez-vous nous décrire quelles étaient vos conditions de vie dans ce village, en particulier si vous aviez assez à manger et quelles étaient les conditions d'hygiène? Alors, c'était les premiers jours. Nếu cứ chỉ nếu cứ chỉ thằng ngày đập bom này cao chùm liếc dân miền là bò cướp chưa biết xét năm sầm cứ dân ai giờ tới đồ đặt đồ bán còn người ta rương muôi đại dân tới thưa là bây giờ đập hùm nút cứ bò chào tới ăn nơi cả ai quá cứ tụt ta cả ai quá không ai cắt sọ cả ai lấy đại dương tới tế
hay dân tư tệ đau ai tự ăn được tiền để ông ca sùng ấy dân tư tệ thuê tam ông ca bên chia ngay bình tọa mở dân chập đam tới sai trồng cà hay chập bị pin tới dân lên miền tập lên miền phượng hay dân bật tiếng cơ bản tay dân nơi chật tử lễ được cho dân miền tập tử lễ đang bị ai phát bàn và hai chiếc mở tên cà mở on avait plus assez de riz. Dương mình sơ miên bài thế, dương trời liên bài chuyện mới tốt đầm bài hậu. Mê phùm chú mô lục thiệt mua thiến, đại rô nơi chất tôm bầu rồi bà dương nó. Ban một do đầm đăng bì dương là hậu. Còn bà ta, bà ta ở đây là bà nhóm. Chưa chạy thang ní chì kì ca mà khó mưa. Cứ chì kinh, còn chì kinh hay thiến nó. Được chứ này còn trong ban qua viên này còn trong ban. Merci madame Marceau. Je comprends de ce que vous venez de nous dire, que vous êtes forcé à travailler dans ce village. Est-ce que vos enfants, qui étaient avec vous à l'époque, est-ce que vos enfants ont également été forcés à travailler ? Les enfants aussi devaient participer au travail du village. Ils pouvaient aller chercher du bois, le faire. Ils pouvaient aller chercher du bois, le faire. Ils pouvaient aller chercher du bois, le faire. Ils pouvaient aller chercher du Au cours de votre audition par les enquêteurs, et pour les besoins du transcript, il s'agit du document D19/15/5, 0034/31/32 en français. Dứt cho nên mình tỉnh nhé. Merci monsieur le président. Je vais ralentir. Bác sĩ mong quân lập tiến khi nhóm nâng này dễ bàn dứt dứt. Donc, sur ce document 0034/34 en anglais, 0034/31/14 en khmer. Vous avez évoqué au sujet de ce village une prison à ciel ouvert. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez utilisé ce terme? Oui, c'était déjà une prison à ciel ouvert car nous étions déjà privés de liberté. Nous étions déjà espionnés. Il y avait des espionnés. Dân rút nơi lưu, có mua để có nó không bỏ chất đôi nạ phùm. Đầm bây, thầy thư ca nơi trong ca, cư miên sử tây nạ phùm dìm dương tiệt. Đôi chứ nên miên nạ phùm dìm ca pia dìm dương là hốt bộ kê nó hay sao tại dịch kinh. Vous étiez encadré par les gens du village. Est-ce que vous étiez également encadré par les Khmer rouges? Les gens dans ces villages étaient déjà Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé au père de vos enfants dans ce village? Alors, Monsieur Seng, il
lúc xếng còn chỉ mình lưu cho chất lâu lá thì chơi kia hay còn miền mất tại chỉ sông cả bởi Il a demandé l'autorisation à Monsieur Kim, le chef, de faire venir son ami, qui est un ancien commissaire de police. Qu'ils ont arrêté hey, d'autres hommes, ban chap bora bora say tiet nou knong phoum gendre du commissaire de police un voisin qui était un ancien puak khang snong ka kon chai robas snong ka police hay mien neak khang neak khlas chea yothia phong nou hay nang mien seing da chea padai khnyom sieng da seing da chea padai khnyom ko ke yo teu hay ke ban prab tha padai robas lok srei trou ban ke rei ka ke chlai dak hay ongka trou ka pwanamien tang pi hay thngai ti 2 Ne vous inquiétez pas. Que prap tha kom phay ay kot nou roh te. Hay ong ka ke kran da yo kot te rian sot te pano. Ke ke yo te ko sang te. Kot nang tlop ma veng man ay te. 32 ans après, je n'ai plus jamais de nouvelles. 30 chnam chieng krao mok khnyom man dai lue damdang pi kot avai tot te so. Doi te khnyom man riep rop anjeng ke tha avai avai ke khmien damdang bat son chang. Vous dites que votre mari a été dénoncé. Savez-vous sur quoi portait la dénonciation exactement? Tout ce qu'on nous disait, il a été dénoncé. Et M. Thien m'a dit qu'il a été dénoncé par le commissaire. On ne nous a jamais dit. On ne nous a jamais dit. On ne nous a jamais dit. Merci beaucoup. Toujours sur ce village, au cours de votre audition par les enquêteurs, vous avez déclaré qu'un matin, vous avez reçu l'ordre de participer à un rassemblement dans une pagode du nom de Prey Tuot. Et pour les besoins du transcript, il s'agit du document D199/15, à la page 4, toujours. En français 00 34 69 32 00 34 71 32 00 34 71 13. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé au cours de cette réunion et ce que les Khmer Rouges nous ont dit. Une réunion a jamais gravé dans ma mémoire. 32 ans après, je vois encore une réunion et j'entends encore une réunion. 2 semaines après notre arrivée sur Kortukville, nous sommes partis qu'il y avait une réunion dans une pagode. Tout le monde, tous les réguliers, ont acheté des réunions en portant le déjeuner. Nous sommes en train de faire sur la terre ferme, dans la pagode. Arrivé dans la pagode, il y a un air de fête. Nous étions tous là, bien alignés. Nous étions tous là, bien alignés. Nous étions officiels de Khmer Rouge. Nous étions officiels de Khmer Rouge. Nous étions officiels de Khmer Rouge. On commençait par nous faire un discours sur en faisant l'éloge du commissaire, en parlant de notre victoire. Ils nous ont dit, vous les étrangers, avant votre victoire, on vous a dit de quitter le pays. Pourquoi vous avez dit de quitter le pays? Et vous avez dit de quitter le pays. De l'intérieur de la capitale, nous avons dit de rejoindre nos lignes. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Hãy đối với ban trên ai mình thưa, hãy đối với ban trên phụ ai nè ai nè tin đi. Giờ ai ban sầm lấp phụ nè đó nia chào ban. Lục phần tai nè ai chơi tại thưa ca, bữa tham mình chân tới cái sầm lấp chào. Nị cứ chưa sầm đây đại khi ông mình đại phật tề. Feuille de papier. Tu as marqué mettre que prap sur blanc votre état civil. Que prap ayeung dak
cái pháp bảo dân từ xây bị bột bảo dân hay phá ông cá trời cao đăng thang này nà chỉ cả gì co cả một co nơi tì cồng phân bình kê nâng nguồm dân từ thuê ca nơi rung chạy từ ba anh hay cái nhóm lưu biệt là rung chạy môi để cái nhóm thông lưu nó cái nhóm nực khơi hay bắt đầu mà tiết nơi cứ còn tại chìa ảnh tiệm môi xảy ra bộ khám ai còn hôm đầm bây ai bị chìa chôn tư phân bình để thuê ca bần tay tham phân nguồn mềm chẳng tê cứ bộ kê thuê đầm bây tui bằng bộ nạn ở tây tạ bằng nhập hoàn đầm bây giờ tự thuê ca tay tham phân nguồn mềm giờ tự thuê ca tê. Est-ce que vous aviez déjà vu ces personnes parlant avec Khmer Rouge qui dirigeait cette réunion? Nơi môn pê đầy khám ai còn hôm đặc đoàn cách bị chung nữ tế lục xoay bạc khi nhầm đại khơi nữ tế ní kì chuyện bạch môi đại khi nhầm đại khơi sắc nông mùi chì vật bạc nhầm. Est-ce que l'on vous a dit s'il s'agissait de gens importants d'où ils venaient kê mình prap tha bộ nông màu bị na hay dìm mà nữ sống khăn bạc nà tế lục xoay bộ kê mình bằng hành này nông luôn ở dương school tế ọt mình ca này nông luôn ấy tế bộ kê nì dây ở vầy kể đó tạng niêm oi ong ca là hốt kê mình để dây tháp bộ kê chị ấy thế bộ kê prao ra sừng liêm là hốt kiêng squal ta chen ta mộc ta si ta sa cứ thà ọt men chmua toa tại sao lư ta ni ta nung chăng ọt men chmua bật bật tê mê tê vi sô mô côn lục sơ rây. Dernière question sur ce village. Avez-vous dans ce village était témoin de discrimination entre les différentes catégories de personnes? Pas encore. Pour le moment, dans ce village-là, la discrimination n'était pas encore en vigueur. Mais nous nous sommes déportés vers le nord-ouest. Dans le deuxième camp, à partir de là, la discrimination a été le peuple nouveau, le peuple 17. Aviez-vous, en ce qui concerne la nourriture, les mêmes rations que les villageois qui habitaient dans ce village avant votre arrivée? Lục xây Alphonse, nơi khăn ông chùm rùm ca nghe đồng bồn nút, dân mình toàn khơi miên ca, ba anh trai khóc nên là lời tê. Dân ai nâu đòi riêng riêng khuôn bán, hai cây miên trai trai bài tất, cầu bần tác, cà rồi mất dân bán tập tuôn tại bồn tê, miên bồn tràn. Hay dân ai cho nó bán đời sao tại dân tại tôi trai nơi không tất tình lì nơi bên nút cứ tha dân nơi miền ca tại tôi trai ban đời lời dân mình toàn khơi miền ca bật bật khóc nia trong buồn bị chia chân thay nên bị chia chân cha đời lời nơi tề. Merci. Bà sum ọc cún. Je souhaiterais maintenant aborder votre départ de ce village de pouvez-vous nous décrire à quel moment et dans quelles circonstances vous avez quitté ce village? On va dire que Seng a été arrêté en juillet. Vous êtes sur la liste. Hay chmua ba ne nung ka tha chmua ne trâu chênh dae hay khnyom su tha tau na ke tha e trâu ta chênh do khnyom chap dam mien tomloap nou khnong phum nung hay khnyom ko bompo kwat tha ta lok mon aich te antra kum nou tha angka lue ao khnyom nou nung hay kwat chlai veng tha o khnyom aich chuoy ban te banchia chênh mau pi lue no angka lue ne samraich hay khnyom ne samraich te chang jeung trâu ta chênh.
hay nè mà tàu Phnom Penh thế mà làm tàu Phnom Penh thế nhóm cầm đăng thang kê nom tàu na nó thế hay quạt nó chặt tục thang nhóm chia đội côn quạt đấy thì mình ai chui nhóm bàn chấn ở dưỡng tư tài riệp trong mày về ván làng tú tàu làm tàu quạt đại dương bàn tàu vì lực muốn nó đầm bay đong chạm lan tới hiên một phẩm mô đặc dương tranh tới nước ngay mình tọp hay nó pel giúp nó để bây giờ tới ở đây dương tàu quạt nó pel giúp để dương tới tàu quạt nó. Est-ce que vous savez qui d'autre était sur cette liste ta, Monsieur Tien? Nè, sau đây đang tham miên chmu hôm nay xem tiệt tiết nơi không chi nắng là mình chi để lục thiên miên đó. Chẳng là ấy ta crua sa để kê nom tàu nong ấy nơi phum nắng chẳng là không crua sa nó cái gia thà chuyện này có bớt. Chẳng cái thà chẳng vậy thà phụ crua sa để thà phải đây từng ngón nó kê nom vô tập bát ở hai nơi sao đập vào phun đây. Mấy thứ ta nơi không crom crua sa để miên nơi không chi nắng miên như thế miên nẹp phum nắng thế chẳng lái ở thế ăn miên thì sao ta miên nẹp phe luôn nó nẹp nơi phum nó kê nâu nắng đó cái thà nẹp để kê nom tránh miên tập bộ dương thế. Merci. Avez-vous pu prendre des biens personnels avec vous? Ta pe de chay nhon nea srei men yo ne trop sambat teu che muoy khluon nae te pe nea chay pi phum koh tuk vel nung na. Chom lai. Nó pe luôn nó dừng lên miền trop sầm bát ấy hơi cái đỏ hồn do đấy không phải ta lan dừng nó kia vô ta hơi hơi dừng nhà lan nó từ lục thiên nó làm tha bờ ông ca trâu ca lan nó vô tới dừng dừng pe luôn thà dừng lên miền là bây giờ hơi miền là mông phui miền hay miền là cả siêu mui hay là năng bài mui tập phân lắm dương cao nó sang là lên miền là vậy ở thì hay là có ai có mai tập phân lắm cái tập miền tập pi có play đấy cái tập bài chương có ở đây là đào tập chương tập tế ấy lôi pi liên này dương là xa tục nó chẳng dừng dừng chẳng ta lôi nó tình co bán đam bái phi liên rí mà pe năng bắt đầu tới. Merci madame. Bà sum ơn. Pouvez-vous nous décrire maintenant ta nè sẽ ai giới thiệu rồi différentes étapes de votre transfert entre le village de Côte-d'Ivoire ca chấm liếc nè sợi pi cung có tầng vớt tàu phun phnom liệp đại như thế hay nâng riệp rong pi mặt cho bay nè đặng chún rồi cái thang kia đặng nè sợi tam mặt cho bay đấy và nó thứ hai bản tổ cái đa dương cái thang từ hiền phải hòm đa dương miền à vột cán nơi pleu nó như khơi miền lan vô thia tại phải lật nơi vật tây trần lan cái chạm dương muốn nâng lan lan cái thôi cả bánh chay mà đón tiết còn nó nấu miên côn chay bong fly nhom là lấy cái bàn vô rụp thọ dương sập thời rụp thọ nó chân miên rụp thọ tập phục nhom chru hay khi nhom rơi vô vĩnh hay khi nhom zoom mà kia mình prom ao ấy cái bên lúc kia kia sóc chất ao rụp thọ nó khi nhom vĩnh hay chừng kia dương bò vài ván mà chúng nôn cháo hay dương làng làn tới dương chập đam chơi chậm lại phải chỉ trong mong của buồn phớt hay miền ngày cái đại một tỷ hay bên hay cá nó có ta thử ta và thay chi lâu trăng thay chân vì có tự vật tự phun bình nó kiểu viên tự tam hàng lệch nó hay trôn mà tam phôi dần tông vinh chẳng mà
mà ngay vô là nghĩa chi lan ở bên sầm ra ấy thì hay mà nè nó trong sầm ra bàn tay ngoài họ mình prom sầm ra đấy dương xua kê thay dương non dương tơ na kê mình prom chơi ấy hay chi cắt cống khi ta ngắt chừng ngúng khơi một khối mà tiếc khơi mình chầm cà po chầm bà ấy hay như không thằng kê chop bàn tay kê nơi ta ăn chop nơi bữa to tư thằng trương tiếc nhóm chi cắt rong chạ sô kí lê và nhóm hay chỉ hô đào về là nghĩa ngày lịch tầm đó hay cái nó khai và nó ra hơi hay dương mình đang thấy dương này na thế cái ta chỉ làm từ là hốt hay về là từ đó nó đào phô sản dục nó hay hay kề đã ở dương cho nơi cái lại mũi đôi sát thiệt chứ hay ở bài bằng con tình tôi hay ăn miên bài ăn miên tắc ăn miên phơi ăn miên tiền kê phép dương tha nó được lại nó miên tập vàng mua dương tư tập vàng nông tớ hay là ngất chứng hay con nhóm nó liên hay nó rồi tắc mà đam bài ở con nhắm miên mà nó chư nó không lan nó này hay slap nó lơ lan nó kia dừng hai qua thả mất cá nó buộc mai khóm nó phải thả tháo miên nó chưa ai lừa lan này phụ cái nó kia ắt miên sắp ấy thế kia thả ông ca nâng phải thả này anh non này anh tân na hơi cũng ngon hay chẳng cần nơi phô sa nó dừng chạm bay ngay nơi thế nó hay cồi máu phát bị bay ngay nâng máu nhưng khơi thả miên là plau đầy muối hay miên cái lại dương nữ ra tiệc lớn nữa chẳng khơi cái đặc dương khăn ông tu đặc tẩm ninh tranh tàu bà sông tô và nẹt sợi ban gì tha ăn miên tật tê là cái lại nữa ta nẹt sợi bị chẹt bàn đấy miên tật cái nó ngon miên tập peang và này tập peang ăn tật mình chỉ bằng đi còn ăn miên tắc cái miên là phụ. Et donc c'est cette eau que vous avez été contraint à boire. Và chẳng mấy thứ gì chẳng đối với những tôi đã bị cảm phật tật năng tư tật phật năng tư. Và trừ hết cái thà vô tật năng mà đam bài hay mà đam. Hay nâu chất nâng khơi sắp tầm miên ách liềm mũa nơi chung vinh tập phèng nâng ta dũng mũa ách khơi là phư láng màn khơi hay nâu phê đại kê đại dương khăn ông tu tiệp lớn nó dương trâu chanh ngay nâng hay là phê đại dương làng chụp hay làng tiệp lớn hay cái thế màn chanh như ngay nâng chẳng dương nơi con ông tu nâng chạm tới cùng ra cũng luôn mà ruồi em ruồi hay từ ngày bản toa mau tiến nó ban kê tranh làm nào chẳng dương đề coi ao qua chỉ cung nơi lơ tu tiếp lơ nó combien de temps a duré ce voyage en train về thử vi ta ca thôi làm nào ta mà tiếp lơ nó à dạ pê bà mạng đấy chấm lời và chấm dạ pê lúc nhóm mình ai chá lời bà mạng thế ở đây nhóm ai chá lời bà mạng cứ tha pê thua đồng nào nó pinh mà pê thua đồng nào nó tam lâu nó bắt tầm vong xoay xì dập khôn rồi phá tam sọc khô mà nó chẳng vượt tam thuê tu nó tại dương ai mơ khơi nhà sao bật mình chết đi chẳng kê tam cả lại mỗi mỗi cái đại dương chó hay cái vô phổ mô krom krom xá đại chìa krom krom ưu tư hợp đại chìa đập krom xá những chìa mà krom hay pêl nóng ấy miên trả tớ mà nóm vô dương tơ tam là bán phân nông từ phân nông bấy cái ta phân nông liếp phân nông tờ lao phân nông tờ dông chẳng miên cả lúc miên mà nó chắc bấy nhẹ để liệp bẹ khám áo mà chàm dưỡng Puk Cheng hay Puk ấy thế đấy, ọt chám ấy. Ấy, nhóm nó mình Puk Sam mà vô dương. Chúng mua phùm qua nó. Chúng mua phùm tờ lâu. Ấy, nâu pê nó. Ta mình một nước mà nẹ bẹ bàn tá.
Il était venu vers le monsieur en lui demandant quoi? Vous avez besoin de vos lunettes aujourd'hui? Je savais que pour nous, c'était le début de l'enfer. De ces déplacements successifs. Avez-vous eu l'impression Au cours de ce transfert, est-ce que vous avez été encadré par la famille de Est-ce que vous pouvez nous décrire vos conditions de vie? Je n'ai jamais vu comment faire du pain avec le paddy.
Khi nhóm đăng thả đam ba dạng mấy chú mùi sâu. Chân ca nó lên miên ở vậy ở hơi tháng năm sân cơ của lên miên đấy. Chân cái thả phê nó có thả chia ca chạp và đam này than rụ hời. Hay giờ vừa dương chư ấy khi mình lại nạp chia ba dương tí. Hay chạp đi phê nó hơi để cái dương miên chúng ngư còn tranh ấy chị đam nó ham ấy chị đam hay ăn miên pet ăn miên ấy tí hay ăn miên tham ấy tí mê thưa vị và nơi thân ông phía bên đằng rồi bảo nè sợi này dễ tha nè sợi cái chúng ngư còn tranh thấy tàng sư nó cái bằng không ai nè sợi với cả trầm men đại tế bật men đại tế nè sợi ai đi bỏ bàn đấy và bật nè chấm phu mai cơ hóm kê hào khi nhóm thầy dây bà răng kê nâu chân kê đăng chung một nhóm hà thầy dây à phong số hay chân kê nì dây rục riêng khi nhóm điểm nam khi nhóm thơ bạch phê khi nhóm chư chứng ngư con tranh nâng gật đáo khi mà toát khi nhóm ấy khi nhóm kê chạp tiên có áo khi nhóm áo khi nhóm thật phơ ca kê thạc khi nhóm bốt kê thà nè ai mần chư tê thật phơ ca kê toát khi nhóm áo khi nhóm thơ ca hay bộ kê mà đang thả chư nâng giảng mấy tê chăng khmai cơ hôm khmai cơ hôm nó cá nó đôi mẹ dụ phí đọc pram rồi cơ đọc phẩm môi chân nam hay nâng mà nụ mần chè hạ xoay đi hay mà nẹ nâng thơ nè rục riêng nhóm là hôn. Vous dites que vous étiez harcelé. On était les mêmes les autres personnes qui vivaient avec vous, votre famille. Et également les personnes qui étaient avec vous dans ce village. Hay miền nẹp xây nơi chỉ mua nẹp xây nó kia thôi bám đây đi. Khi nhôm mình bán khơi côn khi nhôm bỏ ông côn không mua khi nhôm nó còn chân đấy. Hay phụ kê thằng áo có thời bằng khăm chặt thật phơi cá đã bê chư nó. Hay nẹp xây tiền. Nẹp xây thiên á, ai chia ruột bì cả bộ phận trang bán là sao miên ấy dân tất đô nàng kê tư đô vô bài vô trái dân bê nâng hái kê tục kê lên rục cuôn ấy tiết hài tất cả nà dân miên ấy đô kê. Quand vous avez été malade, nơi bên đây là sợi chứ, bóng lại là sợi nên có chứ đấy, hay ta cả nó thôi chẳng may là mới chia bạc luôn. Nè phum cái ao dưỡng nai non mà dưỡng phật tháng năm ngao rồi giờ thiền xoài rồi thiền khnao chẳng tới vô từ ngao rồi giờ lắc cây giờ đào những giờ ngao phật tới ấy việc quật đấy là thà phật tới vừa miên để chia say tê chẳng hay nè bong sợi nhóm ôn lại nhóm nó ở chia sạp tới cái nó không kêu một khmien ca sang sẽ thể tệ thà tạ sĩ nhàn ấy thì cái nam miền mà nó ngon chân tới khi thà chân thu đây về ăn sơ ở hàng co chẳng côn pro nhóm lúc kia phơi bạp đây hồi đó ngày nãy cái quạt nơi tàu miên là chủng ngư trauma là lao ấy chứ nhóm mình ai xong ơi này côn nhóm chui này mà pras khay cam ba đấy bộ côn nhóm lên trăng lư ở vây tật oh là sao mày nâng hay thua tha càng lúc kia vây thơ bạp khnê clang pê. Il a subi ses traitements, ses flagellations. Sống nuôi cho ta nè sẽ đăng cái hai tay bàn kia vay thơ bạp quát cả nó chấm lời đôi khi mình là thầy tiên đấy cái thà nơi về là muối nó từ rồi ô
chẳng từ rô ô để kia cặp hơi sạch nữa chẳng tới có kia vậy tới kia chào thà chị chào chị ấy lùi cho kia chẳng kia nôm qua tới gần liệt nơi có mùi nơi trong có mùi nắng ao gặt cặp ao cô nhóm nắng thơ ca cặp cô hay tất ao tất ấy phật tê hay về màu tập lọc màu với nhóm khơi khơi nhóm nam của tu pin luôn bài chi mấy phần tay cô nhóm mình bàn bạc nhóm thả kỹ thuật ấy thế dites que votre belle-sœur décédée du fait de l'absence de traitement. Est-ce que vous avez été témoin d'autres décès de ce village? Et pour quelle raison? Tous les jours, rồi phước nâng miên một nút mình sẽ làm dương dương mình cru sa dương mình chỉ cru sa từ muối từ can tục miên đẹp xinh tiết làm rồi tháng ngày đời sao qua năm xiết ba rồi còn đời qua ha rồi bị ớt khơi vậy thật đời qua ha rồi còn đời chủng ngữ. Vous nous avez dit tout à l'heure, Madame Afonso, que dans ce village, la distinction entre le nouveau peuple et l'ancien peuple que vous avez évoqué était très marquée. Pouvez-vous nous expliquer les conséquences de cette distinction? Dans la mesure où các ăn nít ngon thô đời xa nơi không ca chay biêng chay ông co chay bài cái này dược ban mà phía kia ban bị phía xây để mình thưa ca để bị chia chôn cha nó hay kê miền sơn miền côn miền dọc côn dọc ấy ban hay cả nó dương miền và thà kê miền trái dương miền thầm thầm bá đi chẳng dương nhám thầm bò dương miền sơn từ tua ban là ha từ pp liếc nó một ngày hay miền là co mà về hay biết ngày nó cái vì nắng dương rồi chắp ấy ban vô nắng thơ đôi chị xong bây giờ cả lát mình xóa chắp từng ô nó cả đô bây ấy chắp chân dương luôn khi này dương chỉ mua sky chỉ chôn cha tiền bao giờ thà phù sky nó mới miên mà hộp ha là khoản bao chân dương chẳng và admin phep smart khi này cái product mà lư bây giờ chôn cha bây giờ chôn thay thế. Du fait des conditions que vous subissiez dans ce village, l'absence de nourriture, avez-vous perdu des membres de votre famille? Ma belle-sœur est partie en première, elle a eu beaucoup de chance. Bon, slide, nhóm slap. Mình gửi chúng tôi vào vì mình gửi cà phê xong group lục thiên lục sai giác cầm cái lục nhâm khóc nhưng mà đang thà xả say úp ní tây ban anh nhát ơi đo sai cam bình môi sơn nôm riêng sôn sôn pi ní tầm đong rư tài sôn sôn pi lư sôn môi ní tề bà sân chia anh nhát ơi đo sai cam bình môi sơn nôm riêng ní tầm đong không cả anh đây bị xe na môi nút nhâm mặt mình miên hà cả chấm toa tê bật tai bà sân chia anh nhận ở tại đó sẽ cái cam lơ sản phẩm riêng sôn sôn pi lơ sôn muối tế phim kết hà hay hay ông hai đại có phong lược tranh nít vì trả tranh pi vì sao là phim này sản phẩm riêng dương hào ní muối ní pi mấy lúc mình thấy nào xong ở lục sợi hay ăn pi cá bạch bằng hay sản phẩm chục cô sá nhưng kết hà ní phải chỉ chỗ đó là không ngay
dùm đây trong cõi đồng bó xã xe nó cả thay vì tục sau lúc đi xâm ở cùng. Lục thiên bị xâm nạn để bỏ phái xong ai lục mê thử ví quản gì phá bản tích sân của ấy khăn bà răng nơi sọc bà răng nó còn gì lươn quạt còn gì lươn chọc liêm chá lai liêm để bỏ phái tạm mặt toán lục thiên xong ai có bà thò anh tích. Monsieur le Président, il ne s'agit pas de témoigner sur la totalité des faits du procès, mais uniquement sur les conséquences directes. Le premier transfert français, le deuxième transfert français, Madame Alfonso nous a expliqué que les conditions de vie, d'hygiène et d'alimentation dans ce village avaient eu des conséquences sur les membres de sa famille. Je lui demande simplement de préciser quelles étaient ces conséquences. Nous pouvons élargir la question si vous le souhaitez et demander à Madame Alfonso quelles étaient les conséquences. Oui, dans ce village, justement, ma belle-sœur était la première à tomber malade. Mà tôi sẽ lời lúc sau đấy. Ông nhìn ra xong lại là đại dùm tốt rồi bỏ. Là phía kia dùm bốn thần. Bác sĩ đại diện tòa nâng
ដែលសួរឡើងដោយមេធាវីរំងងដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីទូតស្ថិតនឹងគឺមិនមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវទេបញ្ហាដែលកើតមានឡើងគឺវាក្នុងក្នុងឡុងពេលជិតគៀកជាមួយនឹងផលបច្ច័យដែលកើតមានឡើងដោយកើតឡើងដោយការជំនះលើកទី2ដូច្នេះនឹងដើមម្ដងរដ្ឋនេះត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយមេធាវីរំងងដើមម្ដងរដ្ឋនេះដែលសួរលោកស្រីអមៃមៃនេះប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះយើងអស់ឌីវីឌីហើយអញ្ចឹងអង្គបងអង្គផ្អាក